Mark One số 1 về Mark. What's up nào cho anh em Tùng Johnny, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark One Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Windows cho những cái sản phẩm MacBook hay là iMac hay là Mac Pro mà các bạn có thể thực hiện tại nhà luôn. Đây là một cái cách khá là thông dụng và rất là phổ biến. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào video nhé. Các cái công cụ các bạn cần phải chuẩn bị đầu tiên là chúng ta sẽ không thể thiếu file cài đặt Windows dành cho MacBook. Và cái file cài đặt Windows này thì nó sẽ có đuôi là ISO và các bạn có thể tải bất kỳ một cái file Windows nào ở trên mạng. Và mình đã để lại cái file Windows mà mình cài ở dưới cái phần mô tả của cái video này rồi. Và cái phiên bản Windows mà mình cài đó chính là phiên bản Windows 10 mới nhất ở thời điểm hiện tại. Và nếu như các bạn muốn tải các cái phiên bản cũ hơn, ví dụ như là Windows 8, 8.1 vân vân và mây mây, thì có thể phiền các bạn là lên Google các bạn search, có rất là nhiều các cái phiên bản Windows 8, 8.1 ở trên mạng. Còn ở đây trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt Win 10, cách thực hiện là hoàn toàn là như nhau mà thôi. Và một cái thứ mà các bạn không thể thiếu đó chính là chiếc MacBook hoặc là iMac của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mở Bootcam Assistant bằng Spotlight của Mac OS nhé. Đây, các bạn sẽ gõ là Bootcam này. Đó, các bạn sẽ vào Bootcam. Đây chính là một cái công cụ của Apple viết ra để cho cái sản phẩm MacBook của chúng ta có thể cài đặt được Windows. Rồi, sau khi mở trình cài đặt Bootcam này, các bạn nhìn thấy này. Đó, và chúng ta sẽ ấn Continue nhé. Và sau đó thì ở trên cái dòng ở trên này, đây các bạn có thể nhìn thấy, thì nó sẽ cho chúng ta chọn vào cái file Windows mà chúng ta cần cài đặt. Thì ở đây là mình đã down về sẵn rồi thì các bạn phải down nhá. Và mình để nó ngoài desktop này, đây, đó. Thì mình sẽ chọn vào đây, open. Đó, như vậy là xong. Và ở phần bên dưới thì nó sẽ cho chúng ta là chia ổ. Ví dụ như là Mac thì chúng ta để bao nhiêu GB này. Ở đây thì cái chiếc MacBook Air của mình nó chỉ 128GB thôi. Chính vậy là ở đây là cái OS X, cái có nghĩa là Mac OS ấy, mình để là 88GB. Còn đối với lại Windows thì mình để là 32GB. Đây là mặc định của nó nhá. Thôi mình kéo lên hẳn 36GB đi cho nó thoải mái. Rồi, và bây giờ mình ấn Install. Và công việc của chúng ta sẽ là chờ đợi cái bootcam này nó xong. Ok. Như các bạn có thể thấy là sau một quá trình chờ đợi khoảng tầm là 30 phút thì cái chiếc máy của mình sau khi nó chạy xong ấy thì nó sẽ khởi động lại và nó sẽ vào cái hình nền Windows. Và công việc tiếp theo của chúng ta sẽ là tiếp tục là chờ đợi các bạn nhé. Và trong cái suốt cái quá trình là nó gần như là auto hoàn toàn. Bây giờ nó đang vào cái trình setting Windows này. Các bạn sẽ chờ đợi mình một chút nhé. Đây. Hôm nãy do đợi hơi lâu nên là mình đã phải đổi vị trí cái laptop của mình ra chỗ khác. Đó. Các bạn có thể thấy là bây giờ nó đang ở trong cái phần setting Windows này. Đấy, các bạn cứ next cho mình nhá. Next này. Rồi ở đây thì nó bắt mình ở đây thì nó bắt chúng ta cần phải nhập một cái key của hệ điều hành Windows 10. Thì chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta không có key ấy, thì chúng ta sẽ tích vào là I don't have a product key. Đây, đó. Và ở đây nó sẽ hiện rất là nhiều phiên bản khác nhau này. Từ Home, Windows, các thứ vân vân và mây mây. Bây giờ chúng ta chọn vào Windows 10 Pro nhé. Đây này, cái bản này này, đó. Rồi chúng ta Next. Ở đây thì nó yêu cầu chúng ta là chọn phân vùng. Thì như các bạn cũng có thể thấy là vừa nãy mình đã phân vùng cái Bootcam. Đây các bạn hãy nhìn đến phân vùng số 5 này, nó có tên là Bootcam. Thì các bạn hãy chọn vào đấy nhá. Nó có dung lượng khoảng tầm là 62.5GB. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành format. Chúng ta sẽ ấn OK này. Được chưa? Sau khi format xong thì cái Next, chúng ta Next. Đó, và công việc tiếp theo của chúng ta là chờ đợi tất cả những cái phần này nó chạy xong là xong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi để xem là cái chiếc Mac thì nó cài Win lên thì nó sẽ như thế nào nhé. Rồi OK. Như các bạn có thể thấy là cái sản phẩm của chúng ta, cái chiếc MacBook của chúng ta tiếp tục khởi động lại lên một lần nữa. Và các bạn, công việc đơn giản vẫn chỉ là ngồi và chờ đợi thôi. Rồi OK. Như các bạn có thể thấy ở đây là nó đã hiện cho chúng ta các cái phần setting. Chúng ta sẽ ấn Yes. Rồi đó. Nói chung là cái quá trình cài đặt của chúng ta rất là đơn giản thôi. Nó auto gần như là hoàn toàn luôn. Skip for now. Okay, next. Mình sẽ đánh phố vận. Đó. Ok. Đó.
Như vậy là cái sản phẩm của chúng ta đã cài thành công là Win 10 và bây giờ thì chúng ta waiting thôi. Và như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Win 10 cho những cái sản phẩm MacBook hay là iMac hay là Mac Pro của chúng ta một cách hoàn toàn đơn giản và các bạn hoàn toàn có thể tự làm tại nhà các bạn nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hay và bổ ích, đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để ủng hộ kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.